When the people were gathered thick together, he began to say, dấu lạ ngôn sứ Jonah. Luca chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Và đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay ngày 17 tháng 2, thứ tư tuần thứ nhất mùa chay. Ngôn sứ Jonah là một dấu lạ cho dân thành Ninive. Cụm từ thế hệ này có hàm ý nói về những người cứng lòng tin. Đối với những người cứng lòng tin, Thiên Chúa sẽ chẳng cho một dấu lạ nào ngoài dấu lạ Jonah. Chúng ta biết Jonah là một ngôn sứ, ban đầu không vâng lệnh Chúa để đi rao giảng cho dân thành Ninive. Nhưng sau khi phải bị một con cá nuốt vào bụng 3 ngày, thì ông đành vâng theo. Kết quả là tất cả dân thành ấy đã hối cải. Khi nhắc chuyện Jonah, Chúa Giêsu không nhắm đến việc ông bị cá nuốt, mà nhắm đến sự hoán cải của dân thành Ninive, để khuyên người Do Thái hãy nghe theo lời rao giảng của người, như là dân Ninive ngày xưa đã nghe lời ngôn sứ Jonah. Dấu chỉ là gì? Dấu chỉ là một dấu hiệu ẩn chứa một ý nghĩa. Tuy người ta không nghe dấu chỉ nói, nhưng người ta có thể hiểu điều nó muốn nói khi nhìn thấy nó. Chúng ta thường thấy một người đang chạy xe máy hay là ô tô trên đường bỗng phải dừng lại vì phía trước có dấu chỉ đèn đỏ. Một người bước vào một ngôi nhà, thấy một dấu chỉ nên vội dụi tắt điếu thuốc của mình. Dấu đó là hình một điếu thuốc bị gạch chéo. Hai ví dụ vừa rồi là những dấu chỉ nhân tạo. Ngoài ra còn có những dấu chỉ thiên nhiên. Thí dụ như là đám mây đen kéo đến là dấu báo trời sắp mưa. Có những dấu chỉ nhắc chúng ta nhớ đến Chúa như là thánh giá hay là việc làm dấu thánh giá. Rồi các biến cố trong cuộc đời chúng ta. Bí tích thánh thể là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Một loại dấu chỉ nữa là dấu chỉ mà Chúa muốn cho chúng ta làm để nhắc người khác nhớ đến Chúa. Chúa Giêsu là một dấu chỉ vĩ đại cho thế hệ chúng ta. Vấn đề của chúng ta ngày nay không phải là không có dấu chỉ, mà là chúng ta không biết đọc ý nghĩa của những dấu chỉ đó. Nhiều khi chúng ta có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có trí mà không hiểu. Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì được sống muôn đời. Như vậy Thiên Chúa đến với con người qua dấu chỉ của tình yêu. Người Kitô hữu luôn được mời gọi để nhận ra những dấu chỉ yêu thương ấy trong cuộc sống của mình, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống, thì người Kitô hữu cũng được mời gọi để trở thành những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Trở thành dấu chỉ yêu thương có nghĩa là chấp nhận sống vâng phục và dấn thân cho đến chết như Chúa Giêsu. Để trở thành dấu chỉ yêu thương giữa một xã hội còn đầy dẫy những bất công, giữa một thể chế loại trừ và bách hại tôn giáo, người Kitô hữu phải can đảm lên tiếng làm chứng cho sự thật, chứ không hèn nhát, trốn tránh và thỏa hiệp với thế gian.
Xin kính chào quý ông bà, anh chị em.